chuyên mục Cindy Khan Cook. Thì đố mọi người Cindy lựa xoài để làm gì? Thì hôm nay Cindy sẽ làm một món rất là ngon, đó chính là xoài xoài Thái Lan. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi, let's go. Bây giờ Cindy sẽ giới thiệu những nguyên liệu để cần làm xoài xoài. Thì đầu tiên đó chính là xoài. Thì xoài là nếp, làm xoài làm từ nếp rồi. Thì Cindy đã ngâm nếp khoảng 6 tiếng từ hồi sáng rồi. Đây. Tiếp theo đó chính là xoài. Xoài này hồi nãy Cindy lựa đó, trái này là Cindy thích nhất. Tiếp theo là nước cốt dừa. Và cuối cùng đó chính là một trái dừa. Tăng tăng tăng. Thì Cindy cực thích uống dừa luôn. Không biết có ai giống Cindy không, mỗi lần uống dừa luôn phải uống 2 đến 3 trái lận. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm thôi. Let's go. Bây giờ Cindy sẽ vào công việc hấp xoài thôi. Thì đầu tiên để hấp xoài thì mình cần đun nóng nước sôi. Đây. Trong khi đun nóng nước sôi thì Cindy sẽ bỏ nếp ra, thay để lát nữa để Cindy đem đi hấp. Cindy đã ngâm nước 6 tiếng nên là cái nếp nó đã rất là giống như là nó nở rất là to rồi. Khi bỏ vô thay mọi người nhớ giống như làm cho nó đều á. Thì Cindy đã lấy nếp bỏ vào khay rồi. Thì mọi người nhớ chờ nước sôi. Nước của Cindy đã sôi rồi. Nhưng nay Cindy sẽ bỏ cái khay này vào. Thì trước khi bỏ khay, Cindy sẽ giảm lửa thành số 2. Mọi người chú ý là khi nấu nếp á, mình chỉ mở lửa nhỏ thôi, không thôi giờ cháy nếp. Đó. Và Cindy sẽ đóng nắp lại. Và chờ. Thì bây giờ Cindy sẽ chờ 15 phút. Ok. Thì trong lúc Cindy chờ cái hấp xoài thì Cindy sẽ làm nước sốt, nước cốt dừa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Trước khi mình bỏ nước cốt dừa vô thì mọi người nhớ khuấy nha. Đó, cho nó hòa quyện, cho nó đều. Cindy hôm nay sẽ làm 2/3 cái lon. Bây giờ Cindy sẽ đổ xuống. Thì bây giờ Cindy sẽ bỏ bột năng vô. Thì bột năng thì khoảng cỡ một muỗng cà phê bột năng á. Và trộn đều. Mọi người nhớ trộn đều nha. Thì bột năng để làm cho sốt nó sệt hơn. Và trong khi đó thì Cindy sẽ bỏ đường luôn. Đường thì Cindy nghĩ khoảng cỡ 4-5 muỗng đường. Tùy theo người thích ăn ngọt hay không. Nhìn rất là ngon.
bây giờ Cindy sẽ bỏ một chút nước cốt dừa với lại nước dừa để cho nó thơm hơn. Đây, bây giờ chút. Đây là nước cốt dừa Cindy đã nấu xong rồi. Nó đều lên. Bây giờ Cindy sẽ đến công đoạn trang trí. Cindy không biết ăn có ngon không nhưng mà xôi rất là thơm luôn đó mọi người. Cindy tiện dùng cái chén như cái khuôn á. Dạ, nóng lắm. Bật lơ luôn. Dạ, dạ, dạ. Đây là công việc cuối cùng, đó chính là đổ nước cốt dừa lên. Đây. Ta-da-da. Rồi xin đi sẽ bỏ miếng này lên để trang trí. Ta-da-da. Đây là món xôi xoài Thái Lan Cindy đã hoàn thành rồi. Cindy sẽ thử nha. Đây. Bây giờ Cindy sẽ ăn miếng. Một miếng xoài và một miếng xoài. Cindy sẽ thử nha. Cái nước cốt dừa nó rất là béo luôn mọi người. Rất là ngon. Phôi, cái xoài này và nước cốt dừa mà phối hợp với cái xoài này thì là tuyệt vời nhất luôn. Thì Cindy nghĩ là trong những tập series Cindy Can Cook, cái tập này là tập khó nhất nhưng mà cũng là tập thành công nhất của Cindy luôn. Tại vì nó ngon, rất là ngon. Cindy nghĩ là ngon nhất cái ở trong series Cindy Can Cook luôn. Rất là no. Thì video đã, thời hạn đã kết thúc. Thì nếu mọi người thích cái món này, nhớ like và share và subscribe kênh của Cindy Vũ Trinh Channel. Đừng quên comment là đã làm được chưa. Và hẹn gặp lại, bye bye. Cindy ăn tiếp.